Rồi, mọi người có nhận ra đứa nào đây không? Có nhận ra hai đối tượng này không? Loki và Hannah. Xích ra đằng này, đằng đấy bắn. Nào. Nô thì ra đây nô. Ở đây bẩn lắm. Xích ra đằng này. Cái gì? Sao này đã chịu được ở tầm này nhỉ? À đấy, nó ra nó vần. Nó vần ở trên nền đất một tí là bẩn hết. Rồi. Con này nó nô nhau thì nó như những con trâu nó nô. Ê. Đâu nó ra lên giống đâu mà phối như thật đi. Ui dồi. Loki đầy đất luôn. Chịu được á, đâu có lên giống đâu. Con kia mới lên giống chứ Hana có lên giống đâu. Đã lên giống đâu. Nó có mùi, nó bám mùi. Để cho mọi người ngắm hai con nó tí mà hai con nó cứ làm trò. Đây. Loki và Hana. Hana đứng lên chơi. Đứng lên con kia nó làm phiền hả? Thôi kia ơi. Làm ăn gì được bây giờ? Mọi người thấy không? Cái con chó máu Đức ấy, thì cái gen của nó rất là bền. Con Loki này là chỉ có một nửa Đức thôi. Nhưng mà nó rất là đến bây giờ là coi như bây giờ là nó 7 tuổi. Nhưng nó vẫn như một con chó thanh niên, nó không khác gì cả. Nó không khác gì cái khi mà nó 2 tuổi, 3 tuổi. Về cái sức khỏe, về cái nhanh nhẹn, về mọi thứ. Cái thể trạng là nó không có thay đổi gì. Con chó nó rất là bền con chó. Hana ra đằng này xem nào, đừng ra đây, chỗ đây toàn đất không. Thích dúi đất à? Hả? Hai đứa thích dúi đất à? Nô nhau, nô như hai con trâu luôn. Con này thế thì nhưng nó khỏe lắm. Nó nô nhau là khỏe. Cho nên là như ui giời, gì phối gì, nó đến ngày đâu mà Loki này cứ nhảy lên đòi phối nhỉ, lạ vậy. Thế cho nên là cái giống này nó rất là khỏe, thế cho nên là nó cần phải nó mọi người nuôi là mọi người cần chọn những cái con chó tính cách nó thuần, tính cách nó thuần nó thì nó tuân thủ chủ tuyệt đối, nó sẽ thuận lợi trong cái quá trình nuôi, nó sẽ thuận lợi và mình cảm thấy nó yên tâm kiểu như vậy, cảm thấy nó yên tâm về 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 cái con chó của mình. Con cái nó chẳng chẳng đến ngày mà đực thì cứ đòi. Ôi trời ơi, cái thì lại cứ trêu. Thôi Hana xích ra đằng này chơi. Ra đằng này. Kỳ thì đừng làm phiền nó. Kỳ ơi. Thế chứng tỏ là con kia là mùi của nó tương đối nặng rồi đấy. Nó có mùi đậm rồi đấy. Vì là như này là ra Kỳ Hana không lên giống mà Kỳ cứ đòi nhảy này là tức là nó bám mùi, Hana bực rồi, vào chuồng rồi. À, vào chuồng Kỳ chơi. Kỳ buồn cười nhỉ. Nói mãi Kỳ mới ra. Bám theo con Hana vào trong chuồng luôn. Quyết không ra. Chờ tí. Tí nó có đối nó mới ra. Nó có mùi.
Đây mới là đối này, có mùi. Nó có mùi là nó con đực nó bị kích thích, là cứ thấy con cái nào là nó cũng gì. Đấy, bây giờ có thích làm phiền nữa thì làm. May ra con này là nó không cáu kỉnh, chứ cũng chưa đến ngày. Con này thì kỳ này, nghe thấy thơ. Con cái này thì nó chưa đến ngày, cho nên là kỳ cũng không quan tâm. Nhưng như con Hanna thì nó lại chưa đến ngày hẳn, nhưng mà nó lại có mùi. Đây là bố mẹ của cặp Loki đàn 1 đây. Đây, con cái này thì khung của nó rất là to. Loki nào mà thuộc vào dạng khung to. Con cái này nó to gần như Loki luôn. Đi vào trong đấy làm gì đấy? Uống nước ở ngoài sân này có nước mà. Hanna, vào đấy để tìm tìm cách vào vào chỗ của Hanna. Hả? Vào đấy để tìm cách vào chỗ của con Hanna. Kỳ đùa anh nhá. Nào. Kỳ, ra đây. Kỳ. Chờ, ok. Ngồi xuống. Nằm ra gãi tí nào. Đẹp dài nhỉ. Kỳ là người nó to lắm đấy, nó không có bé đâu. Phây ra gạ nó chơi cùng đi. Đây thì lại cứ ra gạ đùa. Nhưng mà kỳ thì chưa, vì đã đến ngày đâu. Vừa mới chớm. Đấy, quay đi ngay. Đấy. Như đàn đàn con của Loki này với con Faye này thì hiện tại bây giờ là còn một một con cái. Còn một con cái, mấy người hỏi chó mà mấy người này đều muốn nuôi đực. Ai mà nuôi cái thì còn một con cái để đón luôn. Ê, chơi ngoài này nhặt được cái cục đồ chơi à? Ui sợ, sướng nhỉ. Nhặt được cục đồ chơi cao su, cục xương. Ừ, chơi phải giữ nhá. Chứ hết đồ chơi rồi đấy. Chơi mà mấy con chơi thì cứ phá cắn tan ra là chẳng còn gì chơi đâu. Cắn ra không là nhai nuốt như thật đi. Ăn vào như thế nào là đến lúc mà dọn phân ra y xì thế, không khác gì cả luôn. Ăn ăn nhựa thì. Nè. Sợ. Đấy hai cục à, kì. Giấu hai cục ở đấy. Một cục gặm, một cục cầm. Hóa ra chỗ này là chỗ để đồ chơi của Loki à? Ê. Chỗ đây là chỗ để giấu đồ chơi à? Cầm ra đúng chỗ để có một cục đồ chơi cũ. Thế còn cục nào không? Chỗ này có giấu cục nào không? Còn cục nào ở chỗ này không? Ra đằng kia chơi, chỗ đấy đều đất, toàn đất. Vừa mới lau người xong dính toàn đất là đất rồi. Con chó nó khỏe, khi là đến tuổi nó vẫn rất là khỏe. Nó cứ như này, như Vin là hơn kia nửa năm, nhưng mà Vin cũng vẫn cứ là sung sức. À, trời thì thực ra là trời mát, nhưng mà nó có một cái độ oi này, cho nó thích ra, cho nó nằm cái chỗ đất này. Chỗ này nó có một tí nền đất này, đi ra lại nhiều là chỗ nó hay đứng ở chỗ này, là cỏ nó không lên được. Ra nằm nền đất với lại lăn nền đất. Nhỉ. Sờ, Kỳ quay mặt đây nào. Kỳ ơi. Nhìn đây, tập trung. Anh mà cứ nằm yên đấy thôi, nằm yên đấy cũng được mà. Nằm đấy cho mát cũng được. Nhưng mà nhìn vào máy quay.